nhà khoa học Singapore biến vỏ sầu riêng thành băng cá nhân kháng khuẩn. Các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Nanyang, NTU, đang xử lý rác thải thực phẩm bằng cách biến vỏ sầu riêng bỏ đi thành loại băng gạc gel kháng khuẩn. Quy trình chiết xuất bột cellulo từ vỏ trái cây sau khi chúng được cắt lát và đông khô, sau đó trộn với glycerol. Hỗn hợp này trở thành hydrogel mềm, sau đó được cắt thành các miếng băng keo cá nhân. Dự án này là về việc chuyển đổi vỏ sầu riêng thành băng cá nhân có gốc hydrogel chủng vi khuẩn. Thế thì chúng tôi sẽ làm như thế nào ư? Ở Singapore, chúng tôi tiêu thụ khoảng 12 triệu quả sầu riêng mỗi năm. Vì vậy, ngoài phân thịt, chúng tôi không thể làm gì nhiều về phần vỏ và hạt. Và điều này gây ra ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đã phát triển một công nghệ chiết xuất cellulose từ vỏ sầu riêng này và sau đó chuyển chúng thành hydrogel kháng khuẩn cho các ứng dụng sinh học. Ông Chen nói thêm rằng, công nghệ này cũng có thể biến chất thải thực phẩm khác, chẳng hạn như đậu nành và ngũ cốc đã qua sử dụng, thành hydrogel giúp hạn chế lãng phí thực phẩm của đất nước. So với các loại băng gạc thông thường, độ ẩm được giữ lại trong các loại băng hydrogel sinh học này cũng có thể giữ cho các vùng vết thương mát hơn và ẩm hơn, đẩy nhanh quá trình chữa lành. Các nhà nghiên cứu cho biết, việc sử dụng vật liệu phế thải và nấm men để làm băng kháng khuẩn tiết kiệm chi phí hơn so với việc sản xuất băng thông thường, có đặc tính kháng khuẩn đến từ các hợp chất kim loại đắt tiền hơn như ion bạc hoặc đồng. Ưu điểm của loại băng làm từ hydrogel này là độ ẩm, vì vậy nó sẽ ngăn vết thương không bị khô. Cho nên, một trong những ứng dụng hữu ích có thể dành cho những người mắc các bệnh về da như bệnh tràm. Một vấn đề thường gặp khi họ cảm thấy ngứa, họ sẽ tiếp tục gãi, cảm giác ngứa do da bị khô nên loại băng làm từ hydrogel này có thể áp dụng tốt để giúp những người này cảm thấy thoải mái hơn với tình trạng của họ. Nhà buôn bán sầu riêng Tan En Chuan cho biết anh ta bán ít nhất 30 thùng sầu riêng mỗi ngày trong mùa sầu riêng, tương đương với 1.800 kg. Anh cho biết có thể sử dụng các phần bỏ đi của trái cây là một sự đổi mới, giúp việc thưởng thức trái cây vốn đã có nhiều ý kiến trở nên bền vững hơn. Điều này sẽ bền vững và sẽ tốt hơn. Họ có thể sử dụng vỏ để làm ra thứ gì đó. Sau đó, chúng ta sẽ không cần phải sử dụng xe rác để xử lý chúng. Điều đó sẽ kém bền vững hơn. Nếu họ có thể làm ra thứ gì đó với những chiếc vỏ này, nó sẽ thân thiện với môi trường hơn. Trong một ngày thì tôi lại bỏ ít nhất 30 đến 40 giỏ những chiếc vỏ như thế này.